là những chuyến hàng cuối cùng là nước ngày hôm nay. Được không? Mẹ ăn qua kia, mẹ ăn qua kia. Vô đây. Cố lên. Nè tụi con. Hay quá. Gái bái mãi đỉnh nha. Anh Lâm ơi, đếm nước cho anh Lâm. Đếm nước, sẵn ai đếm không ạ? Có người đếm, có người đếm. Ok. Gái yên bái rất là giỏi luôn. Đàn ông là phải lấy vợ yên bái. Đây là chú bòi này, giới thiệu cho cô rồi. Tôi thấy càng về phía là chỉ còn đàn bà yên bái thôi. Giỏi giang mát rồi. Thiếu hai là phải về để lấy vợ thôi. Em có phim này có vợ chưa? Giới thiệu cho rồi. Rồi đây. Lẹ mấy em ơi, kẹt phà rồi. Kẹt phà, kẹt phà. Bây giờ mình có mặt đây, con từ chiều xuống rồi. Đây, dạ. Đóng thùng nha. Đâu ta cả thùng này cảm ơn. Ăn. Vô, đầy quá người em ơi. Em quá, em chọc luôn à. Dần, kẹp phà rồi. Đây, chuẩn bị lên như đây nữa. Còn mới thì để lại cho anh chị em địa phương phụ Lâm phát giùm. Đổ mồ hôi sợ nước mắt. Không phải. Tụi em. Và bây giờ tôi xin phỏng vấn gọi là giới thiệu từng gương mặt ưu tú. Con tên gì? Ngọc. Một bé Ngọc rất là xinh đẹp, giỏi giang. Con học lớp mấy rồi? Con lên 10 ạ. Lớp 10, sau đây con muốn làm nghề gì? Con chưa định kỳ. Vậy là công nhân thì đó, như tập trước đi không? Đúng rồi, biết sao thì rớt là công nhân sao? Công nhân cũng cực y chang vậy nè. À, lớp này lớp mấy hết? Lớp 10 giỏi quá. Hy vọng là cô giáo chủ nhiệm thấy được mấy em này là cho mấy bé là hệ kiểm tốt hết. À, giỏi quá. Còn mấy thằng trai mấy thằng nãy cho hành kiểm yếu hết. Học chưa nào. 40 phòng nữa vô mấy em ơi, vô học sinh giỏi ơi. Con giỏi, sau này ra đời còn nặng hơn nữa, biết đâu thì hên làm công nhân sao, tập đinh phụ hồ rồi. Rồi chú diễn viên mà chú còn cực cỡ này cái nặng quá hả con? Con xíu lại đây, rồi dặn dạng ở đây xíu tụi em, cố lên con. Đè lên, cố lên. Đè lên.
ba mẹ tụi con thấy clip này là ba mẹ rất muốn ăn. Ai nghe chú đăng liền á, tụi con chú đăng liền á, về vô comment. Bố cháu chửi hả? Bố cháu tên gì? Tú à, anh Tú ơi, 30 tuổi rồi. Anh Tú ơi, con anh là con Ngọc, nó đang ở đây nó phụ chứ nó không có đi chơi với trai gì đâu. Cho nên anh thấy con anh về mới hãnh diện. Rồi, Tú là ok rồi đó. Cháu, ba tên gì? Lộc hả? Anh Lộc ơi, con tên gì? Con tên Vi. Con Lộc, anh Lộc ơi, con Vi nó đang ở đây nha, nó không có đi đâu đâu, anh yên tâm. Không đi chơi tay đâu sao? Đi xuống rồi. Còn ai nữa không? Ai muốn gửi giấm không? Chú gửi cho. Con gì, ba tên gì? Bằng 6 rồi nha. Anh, ba tên gì? Anh Cường ơi, con Mai Ngân đang ở đây nha. Em phải, em phải, em phải, em phải. Gì? Em là vợ em. Vợ tên gì? Huyền ơi, anh gì? Huyền ơi, Hưng nó đang làm rồi Huyền ơi. Rồi đúng rồi. Giờ làm cái gì nữa? Không nữa, không nữa, không nữa. Thiếu đùa 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 cái đó con kia rồi. Rồi giờ thiếu gì nữa làm? Quà đó là hết quà đó lên không? 300 quà đỏ là hết luôn. Dạ đúng rồi. 300. Hết cái này. Hết luôn. Lên luôn, lên luôn. Lên luôn Quyền Trinh Mai, Cúc nghe rồi phụ huynh. Hai hàng. Sách luôn con. Rồi xong ở lại nhận quà của chúng nha. Lấy hết, để đỏ lên hết. Không mình biện để cho mẹ đi ra đây thêm tặng đứa một thùng, đứa một thùng tặng đứa một thùng cho em. Thương quá mấy nhỏ gái này, xứng đáng được một thùng sữa. Cái gì anh thuốc men rồi đồ ăn cái gì hút đồ men thì mọi người nói là tại sao mà đem ra tặng bà con nhưng mà tặng mấy bé này. Thật sự là em là đại diện của nhãn hàng, em là gương mặt đại diện đó, cho nên mấy bé này phụ em chưa giờ, cho nên coi như phần quà tặng mấy bé chứ mệt chứ. Em kinh nghiệm đi cứu vũ nhiều của em thì em chỉ muốn cứu trợ cho em là một bát thuốc này, một lắm bia với cả một con mực khô. Cảm ơn anh. Không sót ăn nữa. Mê giỡn, quái giỡn quá. Rồi lên 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 lên, đỏ lên ra. Hoạt động nào tụi em ơi. Lý do là ra ngoài dạo nó cứ canh giờ về. Ok, ra xe. Mở một núi này mà sập hết rồi. À, dạ thưa quý vị, clip này đã hơi dài rồi, khó đăng lên, cho nên bây giờ sẽ chuẩn bị clip khác nha. Mọi người nhớ theo dõi clip tiếp theo. Bye bye, chào và hẹn gặp. Hiện tại là đoàn đã gần 12 đêm rồi, nhưng mà mấy bé ở Yên Bái còn là con gái không? Con trai thì không tới nha, bạn gái ở lại không nha. Mấy con bé này nên có 10 người yêu. Hỏi lên mấy giờ con? Giỏi quá, mấy bé rất là giỏi luôn. Rồi phụ chú Lâm nha, ở lại phụ chú. Giỏi quá. Rồi đinh già đôi như con, đinh lên. Rồi gà gà đinh đóng gà vô chú nè, cút áo rồi. Trời ơi. Giỏi quá con. Vừa là 6 thùng nha. Vừa là 6 thùng à? Vừa là 6 thùng. Ok ok. Dạ đủ chưa?
con gái ra đi. Quá trời mấy đứa con gái này dài chán quá. Chán hai nó hứa xong rồi nó giật nó hoàng là gái Yên Bái mại đỉnh nha. À, đủ hết. Gái Trấn Yên hả? Gái Trấn Yên là rất có duyên luôn. Rồi tới gì nữa? Dạ, để lại đúng không? Chờ tới 100 sữa, 100 nước. 100 sữa, tụi con. Rồi tụi con đứng một hàng cho chú nè. Mình chuyển 100 thùng sữa lên cho chú. Tụi con ơi, cố lên đi tụi con. Rồi, truyền, mình truyền nè. Đứng một hàng cho chú. Rồi, chuyện đi, chuyện anh chị là tự động đi nha. Cứ chuyện đi, anh chị. Rồi, đi. 2 nè. 3 nè. 4. 5. 6. 7. Điểm anh. 8. Đúng rồi. 9. 10. Gà lẹ gái ư. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Đẹp mạnh mạnh mạnh. Thằng ơi, con gái này phải đỉnh nha. Nặng hả con? 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Mấy đứa con gái lại lớp tặng quà nha. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Nam nam lên trên. 37 rồi đúng không? Cái này lên chuột đấy. 37 rồi phải không? 37 rồi. Hết rồi, bây giờ đàn ông đâu hết rồi. Đàn ông ơi, xuống phụ đi, toàn nữ không à. Xin ra bạn. Bánh bèo không? Bánh bèo không hề đúng rồi, không hề vô dụng, quá giỏi. Qua bị gì qua? Dạ em đem đến đúng không? Dạ em đem ở đó khỏi đếm, ở đó khỏi đếm. Rồi vô, lẹ. Hay quá con ơi. Hay quá con gái ơi. Bốn mươi. Hay quá con ơi. Bốn mươi. Sao mọi người nhìn năng động lên nào. Năng động lên. Đúng rồi, gái ơi. Đây nhầm rồi. Nhầm hàng, bỏ xuống cái đó.
Trần Hồng ra. 47. À, 47. Nhẹ nhẹ, 7 sữa con ơi. 48. 49. Sao vợ đó bị chậm rồi? Là phải một người ở đây giỏi nè. Vậy làm đi, tôi xuống làm cho. Cho tôi tính ra. Cái tiêu này bay xuống đó. Vô đây. Chị không tới bay xuống đó. Ở đây khỏi đếm chị ơi. Nè chị đưa em em. Vô. Cố lên. Vô. Ở xe có người đếm rồi. Vô. Mầm non hướng về miền Bắc nè đây. Vô. Miền Bắc hơn luôn nè. Miền Nam nè. Mệt nè. Đau lưng nè. Gì? Khỏe không? Là con bố sao có mình tuổi đây vậy? Sữa nè, có xuống đây sữa xuống đây con. Kéo một hàng luôn thôi. Kéo là một đường thôi. Một đường. Rồi, em xe mang mặt qua con. Bye bye, một hàng. Rồi, em xe Tuyên Quang phải không? Đâu, em bái ra. Em bái, quên. Đi. Vô. Vô. Lẹ. Thêm một tự đây. Thêm một bà chị ở đây. Nè, chị qua đây, chịu đậu ở đây giùm em. Hai chị đi, đúng rồi. Thêm một chị đó cho em. Nhanh lắm, đúng rồi. Rồi, đủ rồi em ơi. Đủ chưa? Hay quá, em chơi hay quá. Ơi. Gì vậy hả? Ủa, ai làm gì anh? Rồi, giờ lên gì nữa? Lanh á, ông chú á. 1 Vô. Vô nhanh. Lẹ trời ơi. Vô. Rồi biết rồi, mình rồi. Rồi. Ban cuối giờ khuya rồi còn chị em phụ nữ đâu? Phải đỉnh. Rồi các em ơi. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.